Quý vị thân mến, hiện tại sáng nay Phu Tha đang có mặt tại đường Trần Hưng Đạo thuộc quận 5 thành phố Hồ Chí Minh quý vị ơi. Thì khi mà đi ngang qua đây, Phu Tha thấy có cô với anh trai bán xôi quý vị, khách rất là đông. Phu Tha muốn ghé lại chia sẻ đến với toàn thể quý vị. Quý vị đang nhìn thấy phía trước khách đang chờ mua, và phía bên đây là cô đang ngồi bán. Ở đây thì Phu Tha thấy là có chả, có trứng, có chả bông, có pate. Sáng giờ chưa ăn sáng luôn hả cô? Dạ, khách đông nó không rảnh tay đúng không cô? Cô mình bán ở đây được lâu chưa hả cô nhờ? 28 rồi đó. 28 năm rồi. Wow. Hình như mình chỉ bán buổi sáng thôi đúng không cô? Đúng rồi. Dạ. Khách đông quá trời đông luôn quý vị. Ở đây một hộp như vậy là mình bán giá sao vậy cô? Hộp này hả cô? Hộp này 12 ngàn. Dạ. Là cô bán trung bình từ 10-12. Dạ. Và nhiều quá. Đây mình thấy cô có một cái thau pate rất là bự luôn. Có gói 7.000 nữa hả cô? Đủ thứ hết trơn. Dạ. Dạ. Bảy là mình gói hả cô? Cô gọi hai tô bún bò hả cô? Dạ. Mà chưa dùng được quý vị. Cái này là tép khô hả cô? Tép hả cô? À, bấm ruốc. Dạ. Con ruốc. Còn mấy loại xôi này thì mình bán giá sao vậy cô? 10 ngàn, cái này 12 ngàn thôi. Ồ, rẻ quá quý vị.
đây thì ở trong đây thì chúng ta thấy là có bốn loại xôi. Xôi gứt, rồi xôi nếp cầm, với đây xôi lá dứa với xôi gì cô? Xôi vàng, xôi giò. Dạ. Hôm nay thì 10.000 rất là rẻ. Tính ra một cái viên vậy là 2.500. 7.000 cô cũng bán nữa quý vị. Đây, cô làm cái khuôn rất là đẹp. Tàu xôi của cô rất là lớn luôn. Hiện tại bây giờ là khoảng 8 giờ thì cô bán tới 10 giờ. 6 giờ thì một nửa thì cô bán được một nửa rồi. Nãy là con trai cô hả? Dạ. Vậy là chắc là lúc mà cô bán là sinh anh chưa? Lúc mà cô bán thì con trai cô mới 2 tuổi. Dạ, giờ bây giờ 30 rồi. Dạ. Ở đây mà bình thường nếu mà sinh viên học sinh không nghỉ chắc tắc lắm, đông lắm cô. Hả? Dạ. Tại vì mấy hôm nay thì sinh viên là nghỉ hết thì hơi vắng. Ở đây là cô trong họ là cô tên gì? Tên gì ạ? Dạ. Không, thường thường mà người ta gọi xôi ở đây là xôi gì cô? Có... Thì gọi xôi ở trường học Trần Hữu Trang. À, đầu này có trường học đúng không cô? À, Trần Hữu Trang. Dạ. Trần Hữu Trang thuộc Trần Hưng Đạo nha quý vị. Đường Trần Hưng Đạo. Thì cô bán từ 6 giờ đến 10 giờ. Giá xôi thì rất là rẻ. Ồ, hình như ở đây có bán xôi dừa nữa hả cô? Xôi đậu phộng. Dạ, xôi đậu phộng. Vậy là chắc cô làm từ lúc khuya quá ha. Cô phải về sớm. Quen hả con? Dạ. 2-3 giờ vậy. Dạ. Cô lấy cho con một hộp xôi mặn nha cô. Wow, xôi này buổi sáng 10.000 ăn no luôn. Dạ, cho em gửi với. Con cảm ơn cô nhiều nha cô. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Đây quý vị ơi. Nãy thì Phú Tha vừa mới mua ở đó, ở quán xôi của cô. Nhưng mà không có chỗ ngồi ăn. Bây giờ Phú Tha tìm chỗ để ngồi ăn quý vị ơi. Ăn buổi sáng luôn. Và Phú Tha vừa mới phát hiện ra ở nơi đây có một cái view rất là đẹp. Đó. Mà yên tĩnh đó. Ở bên kia là rất là ồn ào náo nhiệt. Quý vị đang nhìn thấy xe đi rất là đông. Mà Phú Tha ngồi ở đây thì chỉ nghe tiếng xe hơi nhỏ thôi. Nó cũng êm tai lắm quý vị. Đây. View sông luôn. Đó. Rất là đẹp. Đây, hộp xôi 10.000. Rất là rẻ luôn quý vị. Chúng ta mở ra nha. Nãy Phú Tha có hỏi tên cô nhưng mà như là cô ngại quý vị ạ. Thấy cô có vẻ ngượng ngùng nên cô nói là ở đó thì thường là người ta gọi là xôi Trần Hữu Trang, nghĩa là gần một cái trường trung học Sài Gòn, mà bây giờ đi tìm một cái xôi 10.000 như vậy thì rất là ít nơi bán. Để Phú Tha mở ra cho quý vị xem. Hồi nãy thì đứng xa quá, không có nhìn thấy rõ. Đó. Ngon không quý vị? Hai trứng cúc nha. Quý vị nhìn thấy có rõ không? Tại Phú Tha đang ở ngoài trời, nó hơi nắng. Phú Tha nhìn vào điện thoại không thấy gì hết. Đây. Đó. Đây thì có dầm bông. Có con ruốc nè. Rồi chà. Là hai cái trứng. Mời quý vị dùng nha. Bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi. Hồi nãy Phú Tha mua bên đó là 8 giờ. Thì chạy qua đây, đi ngang qua đây thấy cái view này đẹp quá, ngồi ăn luôn. Mời quý vị nha. Ngon.
xôi nó dẻo không quý vị ơi. Đây quý vị ơi, Phú Tha vừa mới thiết kế được một cái góc quay nhìn được toàn cảnh ở phía sau của Phú Tha này quý vị, rất là đẹp. Đó, cái khung cảnh rất là thơ mộng và đẹp luôn. Mặc dù cái Phú Tha ngồi không có được rõ ở trong đây. Đó. Hộp xôi của cô, cái hộp nó cũng nhìn nó cũng rất là đẹp và rất là sạch sẽ này, không có giống như những cái hộp xốp bình thường khác. Ở đây thì hộp là bìa cứng. Đó. Thì ăn nó cũng an tâm hơn quý vị. Mời quý vị nha. Sốt mayonnaise với lại nó rất là pate, nó rất là béo. Thơm. Có mấy hạt đậu phộng. Ngon quá quý vị ơi. Ở trong đây thì giống như một cái công viên vậy á, một cái khu chung cư á quý vị. Đây nó không có ai ồn ào gì ở đây hết á. Ở đây cũng có những cái cổng bảo vệ nữa. Một trứng, hai trứng. Một hộp 10.000 mà ăn no luôn á quý vị. Không hết cũng là ngon. Ở đó thì cô cũng không có cái bàn để mà bỏ những cái thau đó lên đúng không vậy? Cô chỉ lấy những cái ghế nhỏ nhỏ cô đặt lên cô bán thôi. Còn thường như vậy thì cô bán từ 6 giờ sáng tới 10 giờ. Đó là đường một chiều nha quý vị. Rồi hướng đạo đường một chiều. Và đường đó thì thường người ta đi cũng rất là nhanh đó. Nếu mà quý vị đi để ý thì mới thấy được, còn nếu mà quý vị không để ý là không thấy. Tại Phú Tha đi ngang qua thấy khách đông thì cũng chưa biết món gì, vào nhìn thấy là xôi. Rồi phép cô quay 10.000 mà có thêm không? Có thêm không? Đậu phộng và đồ quá trời luôn. Cho miếng này. Nhìn hoài. Hai con luôn hả? Hai con không con? Cho nó không quý vị. Hai con. Và hai đứa hai miếng thôi. Thôi, vậy đó. Đó. Đi. 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 Không có nữa đâu. Xôi ngon mà sao cho được. Không có thấy nó cứ nhìn ra ngoài quý vị. Thấy không? Xôi thì rất là nhiều người bán, nhưng mà để mà được ngon và rẻ như cái chỗ cô này bán thì Phú Tha thấy là rất là ít người bán, rất là hiếm. Ruốc, con ruốc rất là nhiều. Nó ăn nó đậm đà, nó mặn mòi lắm quý. Ngon. Chắc chắc rồi. Rồi, Phú Tha dùng hết rồi quý vị ạ. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Phú Tha nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo của Phú Tha. Quý vị nhớ đăng ký, like, share để ủng hộ cho Phú Tha nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo của Phú Tha. Bye bye.